Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan tới vụ rơi trực thăng chở tổng thống Iran, mới đây nhất, người đứng đầu hội trăng lưỡi liềm đỏ Iran nói rằng khi trời sáng, nhóm cứu hộ đã nhìn thấy trực thăng từ khoảng cách 2 km và các lực lượng đang nỗ lực tiếp cận khu vực. Ông cũng mô tả tình hình là không tốt khu vực trực thăng gặp nạn có địa hình đồi núi hiểm trở, không thuận lợi cho công tác cứu hộ cứu nạn. Quan chức Iran sau đó nói với Reuters rằng khả năng Tổng thống Raisi sống sót là thấp. Một quan chức khác tiết lộ, máy bay đã cháy rụi hoàn toàn. Trong khi đó, hãng mê của Iran cũng đưa tin tất cả 9 người trên chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran, ông Ebrahim Raisi, đều thiệt mạng. Có tổng cộng 9 người trên máy bay khi nó gặp nạn gồm Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian, tỉnh trưởng tỉnh Đông Azerbaijan, Iran ông Malik Ramati, giáo sĩ Imam Muhammad Ali Ali Hasem cơ trưởng, cơ phó, trưởng đoàn, người đứng đầu bộ phận an ninh và một vệ sĩ.